Mọi người ơi, có cái trà sữa nè mọi người, Popping Boba nè. Ôi ôi, cái này lạ nha, Bubble Tea. Ooh, that's dark. Mọi người ơi này, vịt mọi người ơi. Ô, món này lạ thế. Yeah, Veggie Noodles. Ô, cái máy ấy này là mọi người, cái Rabbit Speeder giờ đang giảm giá mọi người ơi. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay hai vợ chồng mình đang đứng trước Costco ở South Carolina đó mọi người này, gần Myrtle Beach của South Carolina. Và tiện thể là đi mua ít đồ trong một tuần nha mọi người. Và xem trong đây có cái gì mới mới nhá. Tại vì mỗi Costco sẽ có những cái hàng khác nhau mọi người nhá. Nên là mình sẽ mời mọi người đi vào trong xem có cái gì mới mới nha. Ok, mình sẽ đi thôi. Đi đấy, nói làm sao? Đi Costco. Yeah, good job. Mọi người, mình đang đứng trước Costco nè mọi người. Có mấy cái palm tree dễ thương ha. Mình sẽ vào đây mình mua ít đồ trong một tuần đấy mọi người. Nay chủ nhật là họ đóng cửa lúc 6 giờ tối ấy. Ư vào có cà phê giảm giá rồi là mọi người. Ở Kirkland giảm 6 đồng đến ngày 2 tháng 4 này. Oh, all the coffee discount giảm 6 đồng luôn. Đến ngày 2 tháng 4 còn 30 mọi người. Kirkland. Ôi organic cô nhỏ. Đấy, bàn kem đánh răng đến 9 tháng 4 luôn, còn 11 đồng 99. Right, we're gonna... Đây này Lysol này mọi người, giảm 3 đồng còn 10 đồng 99 này đó. Đấy, quần đẹp này. Quần này giảm 5 đồng mọi người đến 10 tháng 4 này. Của các cho các anh và các chú đây. Đấy, quần này là quần giống như army nhỉ, quân đội. Just get one your size. $5, that's a good deal. Đấy, bố chép chữ cách rồi. Vietnamese style, that's good. Mình chạy bố chép là phải thử quanh cái cổ xem có vừa không là vừa bụng đó mọi người. Đây là mấy cái quần này mới về này của Hallery này, 9 đồng này, quần của Echo này. Màu kem như thế này với màu sọc như thế này. 4 đồng 99 là mọi người, quần mới về, cái màu cũng đẹp này, co giãn này. Còn cái này cực mát luôn nha. Đó, SC South Carolina and Company, sound like that right? SC. Đấy, có màu hoa luôn là các cô, 14 đồng 99 thôi. Nó có màu đen nữa nha. Mấy quần này co giãn nha mọi người. Sao cái design ở đây giống y như cái chỗ gần nhà mình nha mọi người. Cái zipper này cũng thế này. Ôi giảm 500 luôn mọi người ơi. Ở đến ngày 9 tháng 4 nhá, còn 1.399 giảm 500 đến 500 off, that's a lot. Đó. Đó, có cái nhà đó mọi người. Có cái xích đu này 649 này. Ủa, this looks like a bar. It has, these are like... Cái này 3.000 là... Oh my god, it's cool, right? A whole set. Yeah, they don't have this at our Costco. That's really cool. Giống cái bar đó mọi người. Đó, mình sẽ ngồi như thế này nè. Này giảm giá MacBook mà giảm đến 9 tháng 4 rồi, còn 1.349, 13 inch đó. Sang kim cương thôi nào, vàng bạc kim cương. Vẫn thế nha mọi người, không có giảm giá đâu mà đẹp quá ha. Mỗi lần đến đây cũng thích nó lắm. Đồng hồ nữa nè. Ok, mình sẽ đi qua đây nha. Đây là cái này mới là Con Air, là cái cong làm cong tóc nè mọi người, với sấy tóc ấy, 29 đồng 99 nhá, mới về. Có cái scale mà mọi người nhìn rất là modern của Taylor, 17 đồng 99. Như thế này này. Hết là hết luôn nhá. Cái này là dehumidifier. Là cái dạng như là mình có bị ẩm ấy, xong cái máy này nó hút ẩm mọi người. Giảm 40 nhá. Đến ngày 8 tháng 4 còn 139.99. Ô, cái máy ấy này là mọi người, cái Rabbit Speeder giờ đang giảm giá mọi người ơi. Giảm 30 còn 100 đồng 99 thôi là 100 đồng 19. Nghĩa là cái này nó vừa có steam nhá, và vừa có air fryer luôn. Hôm bữa mình có quay cho mọi người xem á. Bây giờ đã giảm giá rồi nhá. Đấy, nên ai cần là mua nha. Đó. Này mới về này, cái air purifier là cái máy hút không khí nè mọi người. Đó, nó có cái microforce cho cái nhà rộng 1.350 square feet. Shark Air của brand là Shark nha. 249 đồng. Nó sẽ như thế này này. Nó có cái filter luôn. Đó, nên ai cần mua nhé mọi người. 249 là hàng mới về luôn đấy. Đây có cái máy freezer nè mọi người. Đó, ngày xưa mình đi hay mua kem là có máy như thế này nè mọi người. 269,99 đồng. Nói chung mỗi Costco nó sẽ có một ít khác thôi, nhưng không có khác nhiều đâu. Còn cái máy này là conditioner, là máy lạnh đó, 399. Đó, mình thấy có cái candle nè mọi người, 3 hộp như thế này nhá. Candle là 20 cho 3 hộp. Cái này mới về đó mọi người, nó sẽ như thế này nè. Đó, bán cả cờ Mỹ luôn nha mọi người, họ bán cờ Mỹ luôn. Cờ Mỹ này là bán 64 đồng á, 64,99 đồng. Made in the USA luôn nha. Đó, bán quá trời cái pillow luôn mọi người. Mấy cái pillow trong ngoài trời hoặc là trong nhà cũng được. Indoor outdoor có 10,99 đồng thôi mọi người. Giá phải chăng quá luôn á. Mình thấy có cái dispenser này, mình cho mấy cái soap ở đây nè mọi người. Shower dispenser. Đó, cho mấy cái soap vào đây đó, xà bông á. Nó như thế này này. Để dính lên tường của cái bồn nhà tắm của mình á. 49,99 đồng nhá. Hết là hết luôn á. Đây là mấy cái đồ chơi cho các bé nè mọi người. Đó. Cái này là mình cho Bubble nè, mình cho cái bong bóng ấy. Đấy là cho các bé mọi người. Đó, 21,99 đồng mới về cho các bé đó. Còn có cái basketball đồ chơi này nè. Để trong nhà cũng được nha, ở trong cái cửa của mình nè. Hay quá ha. 18,99 đồng. Mình here right here. Mình sẽ mua cucumber về ăn nha mọi người. Dưa leo đấy, 5,99 đồng organic nè. Chocolate peanut này mọi người. Đậu phộng chocolate là 19,99 đồng, hôm bữa có quay á. Ở dưới đây cũng có luôn ha. Oh, this is new. This is the awesome. For Easter, yeah, they took it as Easter. Easter. Bánh này cho Easter 13,99 đồng à. 9 tháng 4. Can you imagine how sweet this is? I'm sure it's really sweet. Đây này đồ ăn seafood này. Bịch này nhá mọi người. Bịch này có 20 thôi này. Clam á mọi người, mà người ta là farm. Con này 38 đồng là ôi 4 con tôm á mọi người. Lobster's tail nhá, đuôi của lobster là đuôi của tôm hùm á. Con này rẻ là mọi người, ăn này ngon lắm. Mussel mọi người, 15 đồng, 16 đồng, giá phải chăng lắm luôn á. Cua này đó, 28, 25 đồng. Oh, look at this. It's got like brownie chunks in there. Oh, look yum. Oh, can you try this? I'm sure it's sweet, but maybe try it, maybe for everybody. Mua bánh brownie này, cái sim bánh mới luôn nha mọi người, có 11,89 đồng thôi. I'm sure this one just for Easter, I guess. Bánh này còn được đặc trưng dễ thương luôn là mọi người ơi, bánh cho Easter đấy. Nó có trứng luôn à, 16,99 đồng, mà trứng là chocolate nhá. Đó, bánh đặc trưng ở đây đấy. Cup. Custard maybe. Cái này mới luôn này, cái bánh này nó có yeah, show it to me, let me see. It's like a ly. Nó là một cái ly mà nó trong đấy có cái đậu phộng và caramel mọi người. Đấy. Let me see, nó like this. Đảm bảo nó cũng ngọt đấy. Nhưng mà I'm sure Jay and Lucy loves it. This one from Italy? Yeah. Ok, cái này from của Ý nhé mọi người. Ok, mình sẽ mua chuối 2,19 đồng, 3 pound, quá rẻ. Mình sẽ mua asparagus nha mọi người. để ăn tối với cá hồi. Asparagus ở đây chỉ có 7.99 đồng organic nhá. Có cái wagyu này, thịt bò wagyu mà làm burger đó mọi người, 16.99 đồng thôi. Cho 3 cái bịch như thế này nè. Đó, đây là nguyên cái khổng lồ nhá. 88% là thịt, còn 12% là mỡ. 3.99 đồng một pound ấy chứ nhở. Đây, tổng cộng 29 đồng. Đấy, tùy size. Cá hồi Atlantic nè mọi người, nó sẽ mắc nhá. Hai tảng này là 40, là có 3 pound nè, 3 pound 7 này, 2 pound 9. Nó sẽ khác nhau một trời một vực với cá mình nuôi. Món này stir fry nè mọi người, có thịt gà sẵn rồi mình về mình xào thôi. 21 đồng, 22 đồng tùy nè. Oh, this is the one we're talking about, like a salmon they already honey ginger soy sauce. Yeah. Salmon này là $7 off. I don't know how much. Remember. Oh, that's a good deal. I don't know if this is it says price per pound. That means. How many pounds is this? Okay, so this is $31. 7 off the package, so 31.7 is like 24. Nay đang giảm giá là mọi người, 14.99 một pound. Yeah, so mà họ sẽ giảm 7 đồng khi ở checkout. Ooh, that's dark. Mọi người ơi này, vịt mọi người ơi. This is half duck nhá, nửa con vịt. Oh my goodness. I like this. Nửa con vịt là mọi người, họ bán vịt sẵn luôn á, 20.99 hết là hết luôn này. Brand của Maple Leaf Farm. Oh, wow, hay quá. Đấy, mỗi chỗ sẽ có một cái khác nhau ấy. So this one you have to roast it. I think it looks like it's already orange sauce in there. Looks like it's already cooked to me. Oh, vậy là mình chỉ có nướng lại thôi. Eating instructions. Alright. 20 nhá, 20 đấy mọi người ơi, vui quá. Ui, còn món mới nữa mọi người ơi, món kimchi rice with chicken đây này, 12.79 đồng này, mới về đây. Đấy là cơm chiên kim chi đó mọi người. Wow, thích quá luôn. Món mới đây, với có thịt gà đó mọi người, kim chi với thịt gà cơm chiên đấy, 12.79 đồng nhá. Với cái nhà dairy là chỉ có trứng với cả sữa trong đây rồi mọi người. Mới ha. It's a healthy noodles, it's all veggie. Ô, món này lạ thế. Yeah, veggie noodles. It says healthy. 17.79 đồng. It says water, soybean fiber. Soybean fiber. Yeah, this is the, món này là món ăn chay đó mọi người. Mà là họ làm bằng đồ chay đấy. Oh, yeah. Như là mì á, 10.99 đồng à. Đây có đồ ăn chay của Veggie Noodles nhà là mọi người. 4.20 đồng off. How much now? 13.99 đồng. Là cái lasagna có rau củ và phô mai mọi người. Đó, 13.99 đồng. Đồ chay đó. Ô, họ có kimchi luôn này. Kimchi, how much for kimchi here? Right here. Ôi, ở đây có kimchi 7.89 đồng nha mọi người. Wow, toàn đồ ngon không nè. Quá trời kimchi luôn. Wow, này là đồ chay luôn hả? Có corn này với cheese. Ôi, dạo này Costco tập trung vào đồ chay nhiều quá ha mọi người ha. Tuyệt vời. Đó, mình cũng thích ăn chay mọi người. Sauerkraut organic for Reuben sandwich. Yeah. Yeah. We'll just pull it up, Daddy. Yeah. Cái này là cái cabbage, là cái dạng như đồ chua á mọi người, đồ chua mà củ cải, đồ chua 9.59 đồng này. Wow, toàn đồ mới không á. Daddy, look at this. They have a juice bar. Just frozen juice. Yeah. How? Oh, okay. Like a frozen pop. But organic. Okay. So mình mua này mình để vào trong máy đông tủ lạnh á của mình á, tủ đông lạnh á, nó thành kem. Các bé ăn được. Ô, cái này hay quá. Nó đang giảm giá 2.50 đồng còn 7.49 đồng nha mọi người. Wow. Yeah. Thật sự là ở đây họ có những cái món mà ở trên nước mình không có nha mọi người. À, nước dừa này, nước dừa không đường này, 10 đồng 99. Đây là mọi người có những cái nước uống chanh dây nè mọi người. Nước uống chanh dây nè mọi người đó. Tuyệt vời ha. Organic 6 đồng 89 nhá. Ồ, mọi người ơi, có cái trà sữa nè mọi người, Popping Boba nè. Ôi ôi, cái này lạ nha, Bubble Tea 14 đồng 99 luôn. Trời ơi, ở đây toàn những đồ lạ không à. Chỗ mình không có. Mình thấy có món mới là có cái Hawaiian cola của Hawaii đó mọi người, là pulled pork, là thịt heo họ tháo sợi ra như thế này nè mọi người, 8 đồng 99 nhá, giảm đến 16 tháng 4. Đó, sẽ như thế này. Đó, như thế này. Wow. Yeah, but look at this mọi người ơi, có bánh mì baguette này. Trời ơi, đặc trưng chưa này. Chỗ mình làm gì có cái này, authentic luôn. Bánh mì đặc trưng của Pháp đó. À, 12 đồng 99 cho. Đó, 12 đồng 99 cho 5 twin packs. Ồ, hay quá. Món này mới là mọi người, keto là da nhà này, make out rồi. Trong cái rau củ với cheese thôi mà làm một súp lơ đặc trưng quá ha. Món này món mới, 12 đồng 99 nha mọi người. Cho những người ăn chế độ keto. Mọi người, quần áo đây này. Đấy, mấy cái áo Buffalo này mọi người, 16 đồng 99 mới về này, sọc sọc màu hồng, màu đen và màu xanh. Như em 10 mẫu này mặc là đó, 16 đồng 99. Trời, áo hoa màu mè nè mọi người. Của Buffalo luôn, giảm 4 đồng đến ngày 9 tháng 4 này, còn 9 đồng 99 cho 4 màu. 4 màu nhá, như người mẫu mặc này. Đây là ở biển nên là họ có rất là nhiều đồ bơi được biển này cho mọi người, cho các bé nè mọi người. 14 đồng 99 cho boy và girl. Ôi, hoa đẹp quá. Đó, hoa đó. Đây, có mấy cái áo ở biển cho các anh này, của IZOT là mọi người, màu xanh, như người mẫu mặc, màu vàng, 9 đồng 99. Này brand tên là Hang Ten, giảm 3 đồng còn 9 đồng 99 như thế này à. Đấy, có mấy cái nón này, nón ngoài trời đó, 16 đồng 99. Đó, đủ loại nón luôn mọi người. Nón cho nam và nữ. Nón đi biển đấy mọi người. Nó sẽ như thế này này, 14 đồng 99 nhá. Trời, hoa đẹp quá luôn á. Hoa bi. Và calcium là có cả D3 và zinc này, cực kỳ hay nha. Mình mới biết luôn á, giảm 2 đồng 50 này, đến 9 tháng 4 còn 11 đồng 49 thôi. Có cái bộ barber là mình, bộ cạo râu là mới về 24 đồng 99 này, của Creamo. Đó. Sunscreen này mới là mọi người, của Australia, 50 SPF thôi nhá. Tên là Blue Lizard. Cái này là 18 đồng 99 mới về luôn nè mọi người. Mới về luôn. Cái này cũng mới là 29 đồng 99, dầu gội dầu xả, tên là Christine S, 29 đồng 99. Nếu mà ai mà mua cái này về Việt Nam cực kỳ tốt nha. Brand của Siva, của các dermatology, là các bác sĩ da liễu hay khuyên dùng á mọi người. 24 đồng 99 cho 2 hộp như thế này nè. Đó. Cái này mới à, tên là Tatcha. Cái này serum nha mọi người, serum tên là Tatcha, 60 đồng 60.99. Rồi mình mới biết cái hãng serum này nha mọi người. Đó, moisture luôn, 3 trong 1 đó, 60 đồng 99 nhá. Rồi cái này còn mới nữa này, của Chapheen là mọi người, moisturizer, hút máy ẩm đó, dưỡng ẩm của cái Japan. Ôi, cái này mới về luôn nha mọi người, 39 đồng 99 có chai lớn và chai nhỏ. Nó giúp cho da là ở dưỡng ẩm này, nói chung là đều màu đó mọi người. Estee Lauder này, dưỡng mắt, 19 đồng 97 luôn này. Wow, những cái này mới về lạ quá, mình không có ở bên chỗ mình ấy, nên là mình rất là thích đến đây rồi. Nhưng mà trước khi về chắc mình phải mua một ít. Cái rock này là chống nhăn nách mà mọi người, nhanh cái cổ mình ấy, 49 đồng 99 2 hộp như thế này nhá. Mình mới biết ở đây có sô-cô-la mango luôn, là sô-cô-la xoài nha mọi người. Sô-cô-la đen mà có xoài nha mọi người. Đó, sô-cô-la đen xoài 10 đồng 59. Wow, mới về, mới biết luôn á. Món này mới về luôn, Organic Chocolate Sesame Bites. Giảm 4 đồng đến ngày mùng 7 tháng 5 mới về luôn. Còn 3 đồng 99 thôi mọi người ơi. Wow. Nó giảm 3 đồng 99 nha mọi người. Ok, mình sẽ đi tính tiền. Đây, đây là những món mình sẽ mua hôm nay nhá. Xin chào, Chen nói xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Lucy nói xin chào ông bà cô chú. Cho mọi người xem những gì mình mua hôm nay nhá. Đây là chỉ là những cái món đơn giản thôi, tại vì mình còn mua linh ta linh tinh nữa. Nên là đây là cái món đặc biệt. Ở đây là có Bubble Tea là mọi người mới, mình muốn mua thử cho các em uống luôn. Thật ra nó cũng nhiều đường nên mình muốn thử xem thế nào. Còn đây là món dessert macaron brownie nha, món mới luôn. Còn đây món mới thế này, Chocolate Sesame Bites. Trời ơi, ở đây nhiều món lạ lắm mọi người ơi. Nên mình cũng mua ăn thử. Và đặc biệt nha mọi người, là có vịt quay nha mọi người, nửa con này. Vậy là có 2 miếng, cái này gọi là 1 con rồi đó mọi người. Mà chỉ có 20 đồng 99 thôi. Nên là mình sẽ mua ăn thử. Mà cái này chỉ có một mình ăn thôi. Tại nhà chồng mình không ai ăn đâu. Và mình mua cái này để ngày mai mình nấu. Đấy, mình có cái... cá hồi này ngày mai mình sẽ nướng cho mời bố chồng ăn, với cả ăn với cái asparagus là măng tây. Thế thôi, và rau củ thì mấy cái này là đồ ăn thường ngày cho các bé và cả gia đình ấy. Còn mình sẽ còn đi nhiều chỗ nữa nên là đây là những món mình mua hôm nay thôi. Còn bố chép mua mấy cái quần áo thì mình sẽ không quay nhá. Đấy, chỉ là những món đơn giản thế thôi. Ok, vậy là 2 con ra. Oh, you wanna try this later? Thế ông cho con hả? Where you get this? Grandma will give it to you? Yes. Đấy, ông cho con cái coin này. What did they say? I want to see what is right. United in God's work. 2022. Oh, this is a new one. Đấy, ông cho em mấy cái coin. Ok. Lucy nói xin chào. Xin chào. Ok, xin chào bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Đấy, giỏi quá. Ôi rồi bố chép mua cho em Lucy trên cái bóp bọp nè. Ui trời ơi. That's really nice. Sesame chocolate nè mọi người. Là mè, mè sô-cô-la và có mè nè mọi người. Đó, mè Costco nè. That is really good daddy. Chép đây là đang nướng vịt cho mình ăn. Try not to cut into that one. Nó cho em cái sauce này, orange sauce à. Và nước sauce, nước cam đó. Cam nhưng mà chắc mình không ăn được. Show that picture. Đó, xem như thế này này. Let's see if it really looks like that when it's done. I doubt it. Picture always different though. Đó, xem như thế này. Ôi giời, nhìn ngon thế. Mình sẽ ngồi mình ăn một nửa con như thế. Rồi, anh chép đang nướng. Rồi trong thời gian chờ đợi sẽ cho anh chép thử cái này. No, this is sesame chocolate. It's like a very good snack. Rất là tasty. Rất là sesame bagel. Ngon lắm luôn nha mọi người, cái này organic nha. Giống như cái mè, mứt mè của Việt Nam này mọi người. Ngon. Nó hơi ngọt ngọt nhá. Cái sô-cô-la ngon á. Mọi người mua ăn thử đi. Mọi người ơi, mình sẽ mở cái này cho mọi người xem này. Bubble tea nha. Có mùi này, có cái straw ở đây này, cái ống hút nha. And this is called raspberry dragon fruit black tea. Là cái nước thăng long ngon. Đó. It's inside the drink. Bubble tea, okay? And the second flavor is mango passion fruit green tea. Đó là trà xanh mà có cái xoài và chanh dây mọi người ơi. And inside they have a poppy, popping boba, Jaden. You like popping boba? Okay, you want to get cold? You can put it in the fridge first. No, I don't. No? I don't want to get cold. Muối nè. How's that? Ngon không? Ôi, uống nhiều thế, còn ăn cơm nữa không? Carrie try. Mình uống thử à? Và mấy đứa nhóc là nó sẽ uống thích nè. Ôi, nó cũng không ngọt lắm đâu. That's good. Have a popping boba nha mọi người. See? It's very cool. See how they have it tucked into the cup. Convenient. It's really weird. Yes. See? I want toast. Mmm, it's good. Really good. You wanna try it? Ngon lắm mọi người, uống ngon lắm. Nó không quá ngọt đâu. Jen, okay, can you score? I'll give it 9 out of 10. 9 out of 10. That's really high. So you love it? You really love it. You tried a popping yet? I tried one popping. Okay. Do you know why I gave it a 9 instead? Why? Because the outside of the bubble, it just doesn't taste nice. That's right. The bubble, man. Because popping, they had something that you hold the juice inside. That's why you feel like, after that, like a plastic or something. Yeah, I spit that out. Yeah, you spit that out. Okay. Ngon nha mọi người mua thử đi. Ok, Jayden nói xin chào. Lucy với Jayden nói là con tạm biệt ông bà cô chú. Jayden nói trước đi, con tạm biệt ông bà. Nói con tạm biệt ông bà. Tạm biệt ông bà. Cô chú. Cô chú. À, em Lucy nói là sao, con tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt. Tạm biệt ông bà. Ông bà. Cô chú. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của gia đình nhà Phương. Và hẹn mọi người trong những video tiếp theo. Bye. Jen nói bye bye. Lucy nói bye bye. Bye bye. Tích cực.